cảm ơn các bạn đã quay trở lại với sóng của 50 mm việt nam cả tỉ người xem sóng không biết các bạn đã quên mất mặt mình chưa nhỉ à, mình là thành trung à, như các bạn biết là cái công việc sản xuất video như chúng mình thì để mà chất lượng video nó đi lên hàng ngày ấy, thì ngoài cái việc là phải nâng cấp máy ảnh máy quay rồi ống kính để có những cái file quay nó tươi tắn nó sắc nét nó chất lượng hơn thì âm thanh cũng là một thứ mà bọn mình đầu tư khá là nhiều và hôm nay nhân một ngày đẹp trời được hãng seven dreams cho mượn rất là nhiều mẫu mic ở đây, thì mình sẽ làm một video ngắn gọn giới thiệu cho những bạn content creator một vài các cái loại micro để phù hợp cho những công việc như là làm YouTube này, làm TikTok này, hay là làm podcast, ok và không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu. Loại micro đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là những chiếc nhỏ gọn và cắm trực tiếp vào máy ảnh hoặc điện thoại như chiếc Minbo Mini ở đây, chiếc 7 RAM Minbo Mini này thì sẽ đi kèm đầu tiên là sẽ có một cái tấm lọc gió, đây, chúng ta đeo vào như thế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai cái sợi cáp 3.5, ở đây là sợi TRRS dành cho điện thoại và chiếc này là TRS dành cho máy quay hoặc là máy ảnh. Bây giờ thì mình sẽ thử setup nó lên chiếc điện thoại của mình đây nhá Như các bạn thấy ở đây thì mình đã setup chiếc Sevenream Minbo Mini lên trên chiếc điện thoại nó và đặt lên một chiếc tripod cầm tay như thế này. Và đây chính là âm thanh các bạn nghe trực tiếp từ chiếc Seven rims Minbo Mini. Không biết các bạn đánh giá như thế nào. À, với cá nhân mình thì mình thấy là để mà so sánh một chiếc mic nhỏ gọn như thế này với những chiếc uh, đắt tiền hay là những chiếc cao cấp hơn thì thật sự là rất là khó. Nhưng tuy nhiên, đây là một sự nâng cấp rất tốt cho những chiếc mic của điện thoại hay là những chiếc uh, mic built-in của máy ảnh. Hiện nay thì mình thấy cái công việc quay và edit video trên điện thoại là cực kỳ phổ thông. À, cái smartphone của chúng ta bây giờ nó sẽ đóng vai trò như là một chiếc máy ảnh này Một chiếc máy quay này Rồi cả một chiếc máy tính edit video lẫn upload video luôn Đấy nên mình thấy là việc chúng ta có một chiếc micro nó nhỏ gọn như thế này Có thể coi là một cái mảnh ghép hoàn hảo Dành cho cái bộ gear, một cái bộ máy quay Chúng ta có thể mang đi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu Với những chiếc mic như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể thu được những cái âm thanh của môi trường Ví dụ như là tiếng sóng biển này, tiếng nước chảy này tiếng chim hót hay tiếng ve kêu nhưng tuy nhiên bạn sẽ cần đến gần hơn đến nguồn âm và đó cũng chính là cái nhược điểm của những cái loại mic như thế này một chiếc mic nhỏ gọn như thế này lại không cần dùng pin thì chúng ta rất là khó để mà đòi hỏi cầu kỳ về một là chất lượng âm thanh và hai là cái khả năng thích ứng đa dạng nói riêng về chiếc uh, Seven Rims Minbo Mini này đi thì cái mức giá của nó rơi vào khoảng gần 700 nghìn thì mình thấy là cái chất lượng âm thanh nó mang lại nó hoàn toàn là phù hợp với giá tiền toàn bộ âm thanh từ đầu video đến bây giờ Ngoại trừ một cái đoạn nho nhỏ mình minh họa cho chiếc Minbo Mini Thì đều đến từ cái bộ mic không dây có tên là iRay DW30 đến từ nhà Seven Rims Đó. À, nói qua một chút về cái cơ chế hoạt động của những cái bộ mic không dây này Thì một bộ mic sẽ bao gồm có một bộ nhận lắp trực tiếp trên máy ảnh hoặc máy quay Đó và một đến hai bộ phát Đây như các bạn thấy ở đây Cái bộ mic này thì mình có hai bộ phát Đó nó liên kết với nhau bằng một cái kết nối không dây như thế thì nó có thể khắc phục được triệt để cái vấn đề về khoảng cách của những cái mic cắm trực tiếp. Và giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể là lùi xa máy quay ra một chút. Miễn là trong cái phạm vi an toàn mà được nhà sản xuất khuyến cáo. Ví dụ như bộ mic này thì mình đang thấy ở đây uh, họ ghi là khoảng 100 m. Thì đây là một cái khoảng cách cực kỳ là thoải mái rồi. Và cũng như phần lớn những chiếc mic không dây trên thị trường thì chúng ta có hai option. Một là chúng ta có thể nói trực tiếp vào đây luôn. Đấy, cực kỳ nhỏ gọn. Cầm theo cái này đi là được rồi. Hoặc hai là như các bạn thấy mình đang sử dụng ở đây đấy mình có một cái chiếc dây bích đi kèm đó, cắm vào đó. và lúc này chúng ta sẽ bớt gọn hơn một chút nhưng tuy nhiên sẽ có một cái chất lượng thu âm tốt hơn thêm nữa là mình thấy ngoại hình nhỏ gọn cũng là một cái ưu điểm khá là lớn của những chiếc mic không dây như thế này bạn thấy là cái bộ thu hoặc bộ phát ấy, nó chỉ nhỏ như một chiếc đồng hồ thông minh thôi đó à, và thêm nữa đây chúng ta có một cái hộp sạc đây cái hộp này thì ngoài cái việc là nó có thể sạc được cho từng cái bộ phát bộ thu thì nó còn đóng vai trò như là một cái hộp bảo vệ đấy, để hạn chế cái nguy cơ chúng ta bị thất lạc hay là những cái cục này nó bị va đập hiện nay thì mình thấy là các hãng micro đang đưa vào những cái bộ mic của mình ngày càng nhiều những tính năng hấp dẫn và thân thiện với người dùng một trong số đó chính là tính năng thu âm trực tiếp vào bộ nhớ trong trên cái bộ phát của nó nhá có bộ nhớ trong là 8 g và khi bật cái tính năng này lên thì chúng ta lại có thêm một cái đường tiếng nữa ở trong bộ nhớ trong này đó và lúc này thì các bạn có thể lấy cái file thu từ cái bộ phát này ra để backup này Hoặc là các bạn có thể biến cái bộ phát này thành một cái máy thu âm độc lập rất là hay Với những dạng video phỏng vấn nhân vật hoặc là những cái podcast mà có hai người ấy, Thì những bộ mic mà hai phát bổn nhận như ở đây Nó sẽ cho chúng ta lựa chọn giữa một là mono tức là trộn hai kênh tiếng vào nhau Hoặc là stereo tức là nó sẽ tách làm hai kênh tiếng riêng biệt Cá nhân mình thì mình sẽ thích cái option stereo hơn Đến lúc này chúng ta có thể thuận tiện hơn trong cái công đoạn hậu kỳ Chúng ta có thể chỉnh tiếng một người và tiếng người còn lại sẽ không bị ảnh hưởng, không bị can thiệp Vừa rồi chúng ta đã đi qua hai loại micro nó rất phù hợp cho cái công việc thu âm hoặc quay video ở ngoại cảnh Vậy còn thu âm trong studio thì sao? Đây, mình đang có hai chiếc micro condenser đến từ nhà Seven dreams Micro condenser là gì? Thì nó một cách đơn giản và dễ hiểu nhất Thì đây là những cái micro mà có độ nhạy rất là cao Và hoạt động dựa trên cái nguyên lý cảm ứng điện tử À, và để kết nối chúng với máy vi tính thì chúng ta sẽ cần một cái dây dẫn đây như nhà sản xuất cho chúng ta một cái dây dẫn à, hai đầu type c Đấy. À, ngoài ra thì với cái đầu kết nối với máy vi tính chúng ta có một cái adapter type a đó rất là tiện thu âm trong studio thì thường là môi trường nó sẽ không có nhiễu không có tạp âm vì thế nên những chiếc mic condenser này ngoài cái việc là thu âm như xong thường thì nó còn có những cái tính năng những cái bộ phận giúp chúng ta đạt được cái chất lượng thu âm tốt nhất Ví dụ như chiếc Seven rims SR 1 mình đang có ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có một tấm lọc gió này. Đấy, hai tấm lọc gió này. Ngoài ra ở bên dưới chúng ta có một cái mao chống sốc. nó đi kèm với một cái chân đế rất là chắc chắn. À, cái combo này sẽ giúp giữ cái bộ mic của chúng ta ở một cái vị trí cố định và để chúng ta đạt được một cái chất lượng thu âm nó đồng nhất và nó ổn định. Và theo như thông tin từ nhà sản xuất thì bên trong chiếc SR 1 này chúng ta có một chiếc preamp và một chiếc sao cạc cái bộ đôi này hợp sức lại thì giúp cho chúng ta có một cái chất lượng âm thanh tốt hơn. À, bạn có thể dùng cái mic này để hát này, để lồng tiếng này, để làm podcast hay làm video, cực kỳ vô tư. Và ngoài ra, cái độ trễ của mic là không nên bạn cũng có thể dùng nó để làm video livestream cũng rất là hợp lý. Vừa rồi thì mình nói hơi nhiều về chiếc SR AU1 này mà tăng tạ bỏ quên mất chiếc SR AT10 mình đang có ở đây. Các bạn thấy đấy, khi mà để cạnh hai chiếc mic này. Đấy thì chúng ta thấy có một cái sự tranh lệch tương đối là khác biệt về ngoại hình à, chiếc này thì nó nhỏ gọn và nó tối giản hơn đây chúng ta có một cái chân đế đi kèm đấy và cũng không có cái bộ phận nào có thể tháo ra lắp vào được như cái xe mic ở đây à, mình thì mình nghĩ là chiếc mic này sẽ hướng đến cái sự gọn nhẹ đấy, và tối giản cho cái không gian làm việc của chúng ta hơn và cũng không biết là có phải là xe Dreams hướng chiếc mic này đến cái tập khách hàng là những bạn game thủ hay không mà mình thấy là có một cái tính năng đó là đèn led rgb đây có một cái nút ở trên này đó. Chúng ta có thể chọn là một màu hoặc là có thể giữ để đổi màu đen. Cái mic này mà để trong một cái góc làm việc mà uh, có đèn LED từ bàn phím, chuột đến cây máy tính thì mình nghĩ là cũng rất là hợp có sếp. Với hai chiếc mic condenser này thì mình cũng phải nhấn mạnh với các bạn một điều nữa đó chính là uh, cái cơ chế thu âm của nó đều là cardioid, tức là cái khoảng thu âm tốt nhất là 180 độ trước mặt mic như thế này. Đó và khi thu âm thì các bạn nhớ là để mặt mic đối diện với miệng của chúng ta và duy trì cái khoảng cách khoảng 10 đến 20 cm. ở trên thân chiếc hai chiếc bích này thì chúng ta đều có thứ nhất là một cái lỗ cắm 3.5 để chúng ta có thể nghe được trực tiếp âm thanh và trên mặt thì chúng ta sẽ có một cái núm điều chỉnh gain kèm theo một cái nút để có thể tắt âm. chúng ta có thể chỉnh to nhỏ hoặc là tắt âm bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe thử âm thanh của hai chiếc bích này. Con đường nhiếp ảnh của nữ công tước trải dài từ thời điểm cô ấy chụp những ảnh stock cho trang web của Paris Pieces, doanh nghiệp của gia đình cô. Và ở trường đại học, luận văn của cô là về những hình ảnh đại diện thời thơ ấu do Lewis Carroll, tác giả của Alice in Wonderland tạo ra. Thông tin thêm cho biết, Kate rõ ràng là một fan hâm mộ của Canon. Ngoài chiếc Canon 5D Mark 4 kể trên, trước đó cô đã trước đó cô cũng đã từng sử dụng Canon 5D Mark 2 ở một vài dịp khác. Người ta cũng bắt gặp công nương đang sử dụng một chiếc máy point shoot của Canon, đó là Canon PowerShot G12. Chuyện những người nổi tiếng thích chụp ảnh cũng không phải quá xa lạ với mọi người. Mới đây, công nương Kate Middleton cũng đã có một dấu mốc mới trong sở thích chụp ảnh của mình. Đó là đảm nhận trọng trách chụp ảnh trang bìa cho tạp chí Country Life. Công nương chụp công nương. Trong số mới nhất của tạp chí Country Life, nữ công nương xứ Cambridge Kate Middleton đã đảm nhận trọng trách chụp ảnh chân dung mẹ chồng Camilla, nữ công tước xứ Cornwall, cho tạp chí cho trang bìa của tạp chí này. Kate đã sử dụng chiếc máy ảnh Canon 5D Mark IV, gắn kính 50mm f 1.2L USM. PetaPixel phát hiện ra rằng cô ấy chụp ảnh của mình ở định dạng RAW và có vẻ như cũng rất lành nghề trên Photoshop. Và trên đây là một vài loại micro phổ thông mà mình muốn giới thiệu để các bạn làm content creator với cá nhân mình. Nếu mình bắt đầu xây dựng một channel YouTube chẳng hạn thì ban đầu mình sẽ đầu tư một bộ mic cài áo vì nó sẽ cho mình cái khả năng thu âm rất là linh hoạt và đa dạng. Mình có thể đi ra đường quay này, đi du lịch quay này, hay là trong một vài cái trường hợp mình có bạn quay phim quay hộ mình thì mình cũng sẽ không bị giới hạn bởi cái vấn đề về khoảng cách. Rồi sau đó một thời gian mình có thể là sẽ đầu tư thêm một chiếc mic condenser như là một trong hai chiếc mic ở đây. Đấy, một trong hai chiếc mic này. Đó, để làm những cái video về hướng dẫn hậu kỳ như là series phòng tối 50mm này hoặc là khi nào rảnh mình có thể làm những cái video uh, livestream để giải đáp một cái thắc mắc của các bạn à, và đó cũng chính là tất cả những điều mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay ngay sau video này chúng mình sẽ có một cái mini game để giveaway chiếc mic uh, Seven Rims Minbo Mini này cụ thể thể lệ như thế nào các bạn hãy đọc ở phần mô tả nhé vậy thôi đó cũng là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhớ like và subscribe chúng mình nhé bye bye